Chào mừng các bạn và anh em, Thanh Nguyên đang tiếp và giới thiệu về một cặp đôi đẹp lung linh đến từ Mỹ, thuộc phân khúc cao cấp Classic của Mỹ luôn nhá. Hãng JBL có mã là TR225, một trong loại xíu 2 bát 40 một đẹp kẹt. Thì với dòng loa này có rất nhiều anh em test rồi và bán rồi, thì ngày nay em về đôi loa đẹp nhá, xuất sắc. Làm video test đồ để giới thiệu anh em đang có nhu cầu xíu. Thì đôi này hôm nay em bán mắc giá cực kỳ tình yêu luôn, có thể nói là rẻ nhất Việt Nam nhá. Với mức giá chi phí hợp lý 20 triệu bao ship tặng một cặp dây. Đấy, loa này thì bác nghe nhạc chưa sâu và hát thì nó quá là khớp luôn. Bát sâu mềm và lời rõ, tép lầy, đó là mang tiếng thung gỗ hợp ra. Nghe nhá, hiếm lắm ạ, chỉ bảo vài đôi thôi. Giá có thể nói là cực êm, loa xuất sắc quá nhá. Và nghe tiếng bass rất là mềm và sâu, lời rõ và tép lầy, mỹ nó đặc biệt là tép nhé, bao xin mà đẹp mắt toàn bộ luôn, thùng gỗ bọc dao nhé, con này kêu nhà quá đẹp luôn, sang trọng là cấp luôn. Hay quá. Nguyện đem chí hùng tranh đấu. Tôi lênh đênh trên khơi từng giờ. Ngắn quân giang hồ, chỉ mong ước sao vươn lên. Bây giờ phần 2 nhá, em sẽ quay kỹ đồ thất cho các bác ngắm nhìn đồ đẹp led như nào. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyên đang giới thiệu về một cặp loa đến từ Mỹ, hãng JBL, có model là TR225. Đây là một dòng loa xíu 2 bát 40, một tép kèn, rất phù hợp cho các bác hát karaoke và nghe nhạc chuyên sâu trong gia đình nhà mình. Và hãng JBL ấy, thì đây là một dòng hãng gọi là thuộc phiên bản cao cấp trong phân khúc bình dân nhé. Chứ là nó thuộc phiên bản cao cấp trong phân khúc bình dân. Nó rất nhiều bác muốn sở hữu và dùng cho mình. Chứ là hình thức đẹp. Thứ hai là chất âm nó thì miễn đại bàn rồi, nó quá hay. Và thực sự bên em có rất nhiều công trình đã lắp và thi công rồi và bán được nhiều bát rồi. Thì ngày nay em về đôi loa có thể nói rất đẹp nhé, đẹp lung linh luôn. Và ngay giờ sẽ quay tổng quan chi tiết, báo giá và giá cực kỳ êm của lốp nhé, giá cực mềm cho anh em chơi loa Mỹ xịn đẹp quá nhá. Thì cặp loa này thiết kế sau nhá, nó là thùng gỗ và bọc da. Khi nói là thùng gỗ bọc da thì nó ăn điểm rồi, bởi vì nó đẹp quá nhá. Và da của em nó còn rất là nhẵn, nhẵn nhụi này, như da em bé luôn, đen quýt, bóng liếng, sơn si nguyên bản luôn nhá. Con này nó thiết kế hình vuông, do vậy rất dễ bài trí trong gia đình nhà mình. Rộng 45, sâu 36, cao 1m14. Công suất đạt được là 500W cho đến 1000W, đánh ở lội trở 4 ôm, tức là 2 cái bát lắp song song còn 4 ôm. Đấy. Và phễu kèn là phễu kèn đúc liền, lắp thẳng màu loa luôn. Mà bóng liễng quá nhá, như những chiếc đàn Peeler JBL. Đấy. Thùng thành đẹp, vẫn còn sáng trưng anh này. Và dí mũi vào cũng mùi thơm luôn nhá. Đấy. Dí mũi vào cũng mùi thơm. Cái dòng này không bông thơm luôn nhá. Còn tần đây. Còn sáng trưng. Nói chung là quá đẹp luôn nhá. Quá đẹp luôn. Tất cả hình thức đẹp. Chất lượng cao. TR225 luôn nhá. Sản xuất tại Made in USA. Cái đời này chỉ có đạo Mỹ thôi. Đấy. Hỗ trợ hai cổng vào, các sau ly. Thùng thành đẹp nhá, tất cả đẹp mịn màng. Nói chung cái đôi loa này bác có thể là trưng bày đẹp. Đấy. Nghe hay bày đẹp. Thơm lức quá nhá. Đấy. Bác nhìn còn cảm mình mới chưa? Quá đẹp đúng không ạ? Rồi. Về phần thùng quá nhá. Về củ tép của nó thì nó chạy những củ tép truyền thống đây. Của tép này, của tép thép trắng mới nhá. Nồi thép trắng này chỉ có xuất tại Mỹ thôi. 2412H Made in USA. Đấy, zin nguyên bản cho anh em luôn. Bao zin nguyên bản anh em luôn. Có đẹp đúng không ạ? Đấy. Của tép đây. Bao zin mà đẹp nhá, con này tép ra rất là nhuyễn lẩy và le keng nhá. Hay lắm, tép Mỹ đấy. Và bát anh em xem đây. Cái đời này có hai đời.
một là từ đen và hai là từ thép trắng. Con này từ thép trắng luôn nhé. Mã của nó là 115 ngày 8 tham ôm, là xuất tại Made in Russia, từ trắng từ 16 họng gần 70. Tình trạng loa xuất sắc nhé, từ cái xương này chưa han nhức này, màng đẹp dai rách luôn nhé. Đây quay cho bác cụ thể từng con bát một nhé, từng con bát một để bác biết là cái chất lượng của nó như nào. Riêng em bán là xịn là chuẩn luôn nhé, giá cực kỳ êm cho anh em chơi luôn. Đấy, báo cáo anh em như vậy, riêng em hành làm chuẩn chỉ luôn, anh em có thể chỉ có chốt thôi, quay kỹ này rồi nhá. Bốn cái cài quả bốn luôn, không giấu giếm gì anh em cả, được chưa? Này bác người màng bát thực hiện gần nội là ba sóng mà cực đẹp luôn, mà offer mềm nhá, offer mềm này kiểu như offer của bốt đấy, nhìn cả lõi luôn đấy, rất đẹp quá nhá, được chưa? Đều tăm tắp luôn, đều tăm tắp luôn, màng zin mới nhá, tất cả zin, bao zin bao đẹp đấy, bao zin bao đẹp quá nhá, bao zin tuyệt vời, bao đẹp luôn các bác luôn. Đấy, quá là ok luôn, đúng không ạ? Tất cả mọi nhá, hệ thống bao zin bác từ con ốc cho đi. Đấy, bao zin vào phần tần đẹp quá nhá, tất cả thùng tay thì luôn em bán giao lưu quá nhá. Đồ này mức giá cực kỳ hợp lý, con này đảm bảo bác nghe hay, hát quê đẳng cấp luôn, giá 20 triệu bao ship tặng một cặp dây. Đấy, 20 triệu nhá, bao ship tặng một cặp dây. Có nhu cầu chuyển khoản cho em 2 triệu, mà bác cứ lưu video lại và đối chứng sai em chịu nhiệm nhé, và em sẽ gửi hình ảnh bác cụ thể luôn, từng cái bát một cái loa một phần tần một nhá. Đấy, con này thì có thể ghép một đài tầm 600 watt một kênh là ok luôn nhá, ví dụ con Motivity này. Đấy, bác ghép như này xong rồi bộ hát này con đẩy 7 triệu, còn vàng 5 triệu, cái mic 5 triệu là cực kỳ chất rồi. Đấy, ok là bộ hát rồi, đôi này là 20 thôi nhá, giá bán rẻ hơn anh em, giá bán những con GX 125 hay là 225 mở bộ đồ nhá. Con này là phiên bản cao cấp trong phân khúc giá bình dân TR mà thùng gỗ bọc ra nhé. Rồi anh Nguyễn cảm ơn các bác theo dõi video này nhé.